Cái này thuộc dạng là giống như một cái thế giới tương lai mà mấy thằng này nó vào đấu trường sinh tử để nó kiếm tiền. Giải thưởng cao nhất là bao nhiêu trăm triệu á. Cứ mỗi lần là một con boss như thế này. Boss đầu chưa giết được nữa anh em. Em nhìn thấy cái cảm giác lúc nó vô, nó là thuộc dạng cái góc nhìn là của một cái người mình đang theo dõi nó nè, có thuộc dạng có người xem nè, có lượt like nè, kiểu mình đánh hay thì có được nhiều like, rồi mình đánh mà càng 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 lên cao thì càng nhiều người xem nên cái này mình thấy cái chặt chém cũng đơn giản, từ từ nó mới nâng cấp lên thêm nha. Đó, nó thuộc dạng ngay cũng dòng rút like giống như game HD á, mới vô là chọn mỗi lần mà qua được một màn gì đó là nó sẽ chọn một cái hiệu ứng gì có lợi cho mình. Lucky hit này, mình là tắt chích G, lấy cái này đi, lấy đam nè, có lucky hit nữa đi, 30 mấy%. Đó, còn đây là bản đồ nó, đó có lượt like nè, cái lượt like này hình như là để mình đi mua đồ á, kiểu mình đánh càng combo càng càng mãn nhãn á thì lượt xem càng cao, rồi cái lượt like hay gì đó là mình kiếm được cũng nhiều hơn nữa, tôi đoán vậy thôi nè. Nhưng mà cái lượt like trong này là dùng để mua mua đồ nha, nó giống như vàng vậy đó, vàng trong cái lượt 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 game này thôi. Lucky hit. Cái này là sẽ vô đánh thử thách con boss đầu tiên nha. Clear boss này sẽ nhận được driver relic và cái body repair, chắc là đồ đạc á, gọi là đồ đạc ấy. Phòng này phòng phòng nghỉ à, function này dung hợp à. Cái dung hợp đại rồi ra gì, tức là một bộ gồm 6 cái mảnh driver này nhập vô là mình đã có sử dụng được cái này rồi anh em, đúng không? Tức là mình giống như mình lưu trữ lại cho cái màn sau thì phải. Cái này đây, cái lượt like này để mua nè, Restore máu tăng rít. Chưa móc câu nữa, đứt răng đó mày. Ôi trời. Boss nó chuyển dạng phase phase 2 rồi. À chóc à. Bổ 3 lần. Ôi da.
Được chàng vỗ tay của khán giả đây mà. Cái này tăng ngon nè anh em. Ok đó. Ủa, tại sao mình đánh xong rồi mình quay lại quay về đây ta? Phải hạ nó thêm một lần nữa à? Hay đi nó là ở trình độ khác mà ông An Huỳnh. Nó đang có khuyến mãi đó mà tôi không mua được đây. Nó khuyến mãi còn có 100k sao 109 nè. Mà sao không mua được bằng ngân hàng mà phải có thẻ Visa mới mua được. Nó đang khuyến mãi hay đi á. Tôi nói về game thể loại giống thôi chứ không thể nào mà nói cái game này bằng hay đi được anh em. Game hay đi chiều sâu ngon hơn chứ. Muốn gì đang chờ hay đi 2 mà. Ôi da, ôi da. Ủa rồi cái này né hả? Né hả? Né đây mà. Vàng không nhiều, ba vàng ba xanh lá. Ba vàng, ba xanh lá thì nó tạo ra một cái khác. Đó. Boss gì đây? Úi dồi. Kinh công pha ke. Kinh công pha ke em. Rồi. Úi dạ. Mày. Rồi rồi, tôi nhìn là thấy tôi không có hút máu rồi anh em à. Cái này mà có hút máu nữa là thành lát epoch rồi anh em. Đúng không? Được 8 triệu nè, được 8 triệu nè anh em. Con nhỏ này là con này giống như pháp sư à. À pháp sư. Vậy còn hai con nữa. Còn một thằng là hình như màu tím tím là nó cầm súng. Còn đứa cuối thì không biết là đứa nào. Đây con nhân vật này. Một chiêu của nó là một chiêu đánh bình thường nè anh em. Đó. Chiêu này là chiêu xoay giống Barbarian á. Chiêu này là thay vì nó né giống như con nhân vật đầu tiên của mình thì cái chiêu này của nó là chiêu tạo lớp da. Chiêu cuối của nó nè. Nhưng cũng đơn giản dễ hiểu mà anh em. Con này là thuộc dạng pháp sư. Phải vô đây tăng điểm tăng đồ lên chứ. Tôi thấy cái này giải trí khá là ok mà anh em. Khi nào mở được phân góc tổng cộng 8 update có 8 update rồi mới này còn chưa nâng cấp vũ khí nữa nè có đồ luôn trái tim
có khóa luôn. Ok. Giải trí được rồi. Ôi dồi. Tăng tốc độ di chuyển. Đi cuối. Ôi trời ơi. Đừng nói ra lại mập nha. Khỏe nó cũng mập đổi mà hộ anh em à. Ủa? Cầm vũ khí khác à? Rồi đánh khi nào chết nó. Rồi mày đánh về khi nào mày chết. Chết được con boss. Nhìn tưởng cấu tạo boss như thế nào. Con boss này nó vẫn như vậy. Sơn màu lên thôi anh em. Úi dồi. Má ơi luôn. Có cái quyển gì bí tịch gì đây? Quyền hoa bảo điển hả? Đục. Khi bạn dùng chiêu cuối Ultimate thì cái đam Ultimate này sẽ tăng 8% à. Biển à. Maximum là sẽ là 24. À đúng không? Được. Mang quyền hoa bảo điển đi mà. Thiến thôi. Quyền hoa bảo điển anh em. Luôn á. Làm sao hồi mana năng lượng nhiều hơn nữa là ok. Đổi boss đi chứ. Mẹ con boss ngu si thế này mà cứ bắt mình phải đánh hoài. Trời. Tao đánh tầm xa mà mày. Ây da. Có địch. Ủa, cái gì vậy? Đoạn biom này phải cắt ra khỏi clip thôi anh em à. Làm gì mà có vụ lỗi như thế. Cái đoạn mà lỗi rồi mình cắt ra khỏi clip mình sẽ giữ lại những cái đoạn highlight của mình đó. Ây, đoạn này cắt anh em. Trời ơi con này nó
quánh gì mà ác vậy mày? Bắt đầu quánh vô chiều xuống nè. Ui, đập cái gì mày? Đấy anh em, chỉ với 100k thôi, anh em có thể được đi hành một cái con boss Sida như thế này rất là đơn giản. Mày xong với chị thằng đam vô rồi đánh cái thằng đam vô quýnh mà còn xúc mồ hôi hột đi. Good, but not too bad either. I guess you can say it's finally somewhat decent. Wait, should I say somewhat decent? Or not so decent yet? Ugh, anyway, good job.